Hồi em về tới sớm này tới giờ có ai từng thấy em hút không? Có ai từng thấy em cầm cái bình lên chơi chưa? Nhưng mà vẫn nói được. Hay là chỉ nghe cái lời đồn thôi. Anh được một cái chị Việt Kiều, chị nói rằng là có một người Việt đang rất là khổ, và cái em này thì cũng khá là trẻ, thì đi hàng ngày là đi móc bọc kiếm ăn. Thì khi mà đi móc bọc á thì người ta quăng gác lên đầu vậy á, thì anh đã quay được cái khoảnh khắc đó. Thì sau khi mà quay lên cái khoảnh khắc đó thì mọi người nói là ủa sao cái cuộc sống của người Việt mình tại đất Campuchia lại khổ như vậy. Đó là hình ảnh một người con gái cũng khá là trẻ móc bọc trên một cái thùng gác ngay tại đất nước Campuchia. Ủa anh người Việt hả? Anh người Việt hả? Anh ở tỉnh nào? Nhưng em quen với anh này cũng như là em không tính là ở với ảnh. Em chỉ quen, tại vì em quen cũng như là chồng em ở bển, tại em bị người ta ăn hiếp, ảnh cũng ra làm bên em. Em ở đây. Em tức nghẹn ở đây nè. Em phải, em không có điện thoại, em cũng như em nói với anh không vội. Mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại thì Phong Bụi với anh Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên ở thuộc tỉnh An Giang. Và nghe bà con ở đây có chia sẻ là mấy ngày qua ở chị Duyên đang bán vé số ngay tại khu vực bến phà có tên là Bắc An Hòa. Ở phà này thì sẽ nối hai huyện, xin lỗi là nối giữa thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Rất là nhiều người chia sẻ như thế này. Hình ảnh của chị Duyên á, cầm những cái sấp vé số và tìm một cách bán cho nó hết trong ngày. Mọi người tỏ ra sự xót thương. Để có thể kể hết được câu chuyện của chị Duyên á, thì mình nghĩ cũng phải mất rất là nhiều thời gian, ít nhất là phải 10 phút để mình có thể thâu tóm lại cuộc đời của chị. Chắc lẽ thì mình sẽ kể lại một cái chi tiết ngắn gọn nhất. Mình tạm chia cuộc đời của chị Duyên làm 3 cái khoảnh khắc. Khoảnh khắc đầu tiên mà mình với anh Bùi Hồ bắt gặp chị Duyên trong một lần nhặt rác ở bên Campuchia. Anh Hồ nhớ cái cảm giác đó không? Nhớ, anh nhớ rất rõ mà. Hôm đó thì chị Duyên như thế nào? Thì kể lại cho mọi người rõ đi. Anh được một cái chị Việt Kiều, chị nói rằng là có một người Việt đang rất là khổ, và cái em này thì cũng khá là trẻ, thì đi hàng ngày là đi móc bọc kiếm ăn. Thì khi mà đi móc bọc á thì người ta quăng gác lên đầu vậy á, thì anh đã quay được cái khoảnh khắc đó. Thì sau khi mà quay lên cái khoảnh khắc đó thì mọi người nói là ủa sao cái cuộc sống của người Việt mình tại đất Campuchia lại khổ như vậy. Đó là hình ảnh một người con gái cũng khá là trẻ móc bọc trên một cái thùng gác ngay tại đất nước Campuchia. Khi mà mình với anh Bùi Hồ bắt gặp cái hình ảnh đó thì mấy em nảy ra một cái ý định là muốn đưa chị về Việt Nam. Bởi vì dù gì ở Việt Nam cái tình đồng hương, cái tình giúp đỡ nó nhiều hơn so với xứ người. Nếu như đói thì ở Việt Nam người ta sẵn sàng cho cơm, nếu như khát người ta cho nước, và thậm chí là không có chốn dung thân thì người ta cho nơi ở luôn. Và cái cuộc hành trình đưa chị Duyên trở về cũng khá là gian nan, nhưng mà cuối cùng cũng thành công. Về đến Việt Nam thì cái khoảnh khắc đầu tiên mà mấy anh em cảm nhận đó là hai mẹ con đoàn tụ. Mẹ chị Duyên, khi mà chị Duyên lúc mà khoảng hơn 8 tuổi thì mẹ đã bỏ đi, bắt đầu một cuộc sống mới, bước tiếp một bước nữa. Ba thì cũng có gia đình khác. Và sau đó thì chị Duyên buồn bã đi sang Campuchia sinh sống. Và 21 năm thì hai mẹ con gặp nhau thì một khoảnh khắc tình mẫu tử cực kỳ thiêng liêng. Nhưng rồi cứ tưởng chừng như cuộc sống của chị sẽ được viên mãn, sẽ được tốt đẹp ở phần đời còn lại. Nhưng vừa qua thì rất là nhiều lý do mình cũng không tiện nói ra, nhưng mà đã khiến cho cuộc đời của chị đi xuống dưới đáy cùng của xã hội. Không còn tiền, không còn nơi dung thân nữa. Chị rời bỏ căn nhà, đó là căn nhà của cậu, và nơi có bàn thờ với ảnh bà ngoại. Và sau đó thì chị theo một cánh lô tô mà hôm trước anh Bùi Hồ có đăng tải một đoạn clip.
gánh lô tô đó cô mang chị Duyên được hơn 20 ngày và mình cũng đã cho số tiền 5 triệu đồng để cho chị Duyên phụ gánh lô tô để bán cái cá viên chiên để chủ động cái thu nhập. Rồi cũng không hiểu tại sao trong đêm đó thì chị Duyên có mâu thuẫn với đoàn lô tô và đã tháo chạy khỏi đoàn trở về lại Long Xuyên. Trở về Long Xuyên thì chị lại trắng tay. Mình quan sát thấy là lúc trước người ta mua cho chị cái điện thoại, mua cho chị cái đôi bông, rồi cho chị khá là nhiều tiền. Nhưng trong một cái khoảng thời gian hơn 4 tháng mấy lại mất sạch. Và người ta lại xuất hiện những cái lời đồn cho rằng chị Duyên chơi ma túy đá. Và ngày hôm trước mình với Bùi Hồ cũng có gặp chị ngay tại nhà trọ và chị cũng thừa nhận rằng như thế này. Không còn chơi nữa đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ thì mấy anh em cũng cho một ít vốn để chị bán vé số ngay tại bến phà. Và mấy ngày qua thì theo quan sát của mọi người thấy chị Duyên có bán vé số ở đó. Thì bây giờ mấy anh em sẽ đến bí mật quan sát, bí mật chia sẻ những hình ảnh này. Những cái thước phim này chắc có lẽ là chị Duyên cũng không biết là mấy anh em sẽ đến thăm đâu. Và tụi mình sẽ quan sát thử một buổi, một ngày làm việc của chị Duyên ở bến phà Bắc An Hòa như thế nào. Chắc có lẽ anh em mình sẽ kiếm một cái góc nào đó ít ai để ý ha, hay là ngồi trên xe ô tô ghi hình luôn ta. Mình ngồi trên xe ô tô luôn đi Phong. Nghe Phong chia sẻ là cái câu chuyện á thì mình nghĩ rằng nếu như mà gia đình của chị Duyên á mà không tan vỡ thì chắc có lẽ là cuộc sống của chị Duyên không phải như bây giờ. Nó dài tập. Khi mà chị Duyên mới về Việt Nam á thì những cái thước phim mà quay về chị ở Việt Nam á thì hành trình chị đi về Việt Nam và những quá khứ mà chị kể lại đó thì lấy đi nước mắt của rất là nhiều khán giả cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân. Thì sau đó một thời gian á thì có một vài cô chú anh chị trách rằng là chị Duyên đã sử dụng cái số tiền đó không hợp lý nè. Rồi thậm chí là trong một thời gian ngắn lại tiêu tốn rất là nhiều tiền. Mà ngẫm lại á thì một cái quá khứ mà một người con gái rất là trẻ tuổi mà làm một cái nghề trong những cái tụ điểm ở Campuchia thì nó không thể nào tránh khỏi những cái cám dỗ, và trong đó có ma túy đá. Thì việc mà con người mà thoát khỏi cái ma lực đó thì nó cũng rất là khó khăn. Phải có một cái ý chí rất là kiên cường. Và mình ngẫm lại thì mình thấy cuộc đời của chị Duyên vừa đáng thương và vừa đáng trách. Mà mình sẽ đáng thương nhiều hơn, tại vì nó một cái ma lực của ma túy nó rất là ghê gớm mà Phong ha. Người ta nói câu như thế này nè, đánh kẻ chạy đi chứ ai không ai đánh người chạy lại. Mình muốn chị Duyên thú nhận một cái điều là có dùng cái khoản tiền đó giờ để sử dụng ma túy không? Nhưng mà chị Duyên có nói với mình với cái Bùi Hồ như thế này, có nhận được rất là nhiều lời mời, lời gợi ý chơi ma túy đá từ những người thân. Tuy nhiên thì chị vẫn khẳng định là không bao giờ có, và luôn hứa hẹn rằng là nếu như ai bắt gặp chị thì lúc đó sẽ có thể ghi nhận lại bằng chứng và có thể tố cáo cho chị đó. Còn bản thân chị thì không có sử dụng. Tụi mình cũng chưa có cơ sở, không thể quy chụp và cứ tạm cho rằng là chị Duyên không có đi. Và mình cho chị thêm một cơ hội nữa, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng, tức là lần thứ ba mọi người giúp đỡ cho chị khởi nghiệp trở lại. Mình không nói là không phải là câu chuyện là giúp đỡ cho chị có cái miếng ăn đâu, mà phần lớn từ bữa đến giờ mình với Bùi Hồ chỉ là giúp để cho chị khởi nghiệp. Lần đầu tiên thì cho chị khoảng mấy chục triệu để cho chị mở cái cửa hàng tạp hóa. Cũng không muốn cho chị số tiền nhiều, bởi vì lúc trước đã từng xảy ra một cái tình trạng á, rất nhiều người cho nhiều tiền rồi làm hư cả nhân vật luôn. Mình còn nhớ như in cái bài báo về chuỗi sự kiện cậu bé Hào Anh ở Cà Mau. Một cậu bé mà từng bị người thân hành hạ đánh đập, và sau đó người ta cho cái khoản tiền rất là nhiều, vài trăm triệu đồng lên đến cả tỷ đồng. Hào Anh sống trong một cái núi tiền và dần dần nhận đến là ăn chơi thác loạn. Đến lúc cạn tiền thì lại đi ăn cướp và ăn trộm, rồi bây giờ phải ngồi tù. Cái việc mà chúng ta cho người ta một khoản tiền nhiều á, đôi khi cũng không phải là tốt. Cho vừa đủ, cảm thấy đủ là đủ. Đúng rồi. Bây giờ thì mình gần đến phà Bắc An Hòa rồi, nơi chị Duyên đang bán vé số. Và mình với anh Hồ sẽ có lẽ là ngồi trên xe đây nè, để cho chị không thấy khuôn mặt, có thể ghi hình quan sát từ trên xe nó đầy đủ hơn, khách quan hơn ha. Đúng. Ok, tới cho mọi người xem cái pha đi anh.
Rồi, mời mọi người tiếp tục theo dõi hành trình nha. Đây là cái phà Bắc An Hòa, nó giữa thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Ok. Nghe hàng xóm nói rằng là chị Duyên sẽ bán dạo vé số ở trên cái con phà này, và cặp cặp theo những người đi đường á, họ dừng chân lại đợi đợi phà qua đó, thì chị Duyên bán ở trên đây. Không biết là mình có may mắn được gặp hình ảnh chị Duyên bán ở đây. Chỗ đầu tạm rồi qua có chị Duyên thì mình lên trên phà luôn. Em chia sẻ với chị như thế này nè, là từ sáng sớm em thử ra phà An Hòa em tìm chị, nhưng mà em chờ miết có 9 giờ mới liên lạc được. Tại giờ em ngủ quên không, chứ không phải là em không ấy. Tại hôm qua anh cũng làm, cũng nói là lãnh cái số bán, nhưng mà chắc tối em chỉ lãnh một lần có 50 thôi. Em bán hết em mới lãnh nữa. Chưa rồi thì tối là em bán hết rồi, bạn em nó mới rủ qua nhà nó chơi, ba mẹ nó kêu qua bển chơi cho biết mặt. Rồi em cũng mua thấy ở trong nhà cũng buồn, em muốn đi cho thấy kiểu ở trong nhà có tiền, ở trong nhà người ta sẽ dị nghị nữa, người ta sẽ nói nữa, em bỏ em mới cầm tiền em đi. Nãy giờ em ở đây em tức nghẹn ở đây nè. Em không phải, em không có điện thoại, em cũng muốn em nói với anh Phong Bụi là em không có điện thoại. Điện thoại em mỗi lần em có em điện cho anh là em phải để sim, mượn điện thoại người ta gắn cái sim vô, nhập Zalo vô mới điện, có điện thoại điện cho anh Phong. Không phải em tức nghẹn là không liên lạc được chị. Nhưng mà chị giấu em hai chuyện. Anh không nói, nếu có anh nhận. Thôi bây giờ em không có nói. Không có nói, em có anh nhận em. Chị thấy những gì chị chưa chia sẻ em ngày hôm qua tới giờ, chị nói đi. Một là chuyện chồng. Chồng. Chỉ có chuyện chồng thôi. Đúng. Còn nếu mà sao ngày hôm qua chị không chia sẻ em cái chuyện đó? Dạ. Tại vì em cũng chưa chắc là em sẽ ở với anh này, em còn suy nghĩ với chồng em. Ngày hôm qua em có hỏi chị một cái câu, anh Hồ nhớ không? Chị xem lại những cái thước phim cũ, những cái ngày mà chị nhặt bọc á, như ngày hôm nay chị nhặt bọc, chị nhớ cái gì? Em cứ nghĩ em trong đầu em hình dung một đáp án của chị như thế này nè. Chị sẽ nhớ về những cái ngày tháng cơ hàng bên nhặt ve chai bên đó. Nhưng mà sau đó chị từ chị nói một cái ý đó là chị nhớ chồng. Dạ. Thì cũng lượm ve chai, cũng nhớ về chồng, như những lúc đi lượm ở bản hai vợ chồng, nhưng em quen với anh này cũng như là em không tính là ở với ảnh. Em chỉ quen, tại vì em quen cũng như là chồng em ở bển, tại em bị người ta ăn hiếp, ảnh cũng ra làm bên em, quánh người ta, là người ta cầm dao rượt em, ảnh đợt người là đẩy cho em chạy trước, ảnh đứng lại có gì ảnh chịu. Rồi ảnh, người ta kêu ảnh ở lại, ảnh không ở, ảnh phải dắt em đi về nữa đi, có gì, có theo đường, có ai làm tội hay là có ai làm gì em đó, ảnh cũng là con trai, ảnh có thể tiếp em được. Còn nếu mà em con gái đi mình nên là em làm không lại người ta. Rồi ảnh giờ tới đây thì ảnh không có tiền, em cũng hết tiền luôn. Thì ảnh mới cho mượn cái điện thoại bán vé số. Mượn điện thoại cầm bán vé số. Một điều nữa, từ tối hôm qua đến giờ, sau khi mà tụi mình cho chị Duyên 1 triệu đồng để có thể làm lại công việc vé số, thì đêm qua chị đi đâu cả đêm? Em bán hết vé số rồi, em có bạn trai em, nói chung là nói thẳng là bạn trai, mà nếu mà chồng em không về sau này, có thể nếu chồng em không chịu về và không về thì có thể, nếu mà người đó là tốt đàng hoàng em có thể là em cứ lấy. Còn nếu chồng em về, người đó con như em là không có. Bây giờ em nói lại cho mọi người dễ hiểu. Ngày hôm qua mình với anh Bùi Hồ ở Sài Gòn xuống như này, ghé vào đây tặng cho chị 1 triệu, vì nghĩ rằng là sẽ giúp chị lần thứ ba để có một ít vốn để có thể bán vé số lại. Và cứ tưởng rằng là sáng hôm nay sẽ bắt gặp cái chị bán vé số ở và ăn quà. Mọi người hình dung như thế này nè, cái việc bán vé số bán vào buổi sáng là bán được nhiều hơn, cho nên là cứ nghĩ là 6 giờ mấy 7 giờ là chị Duyên sẽ ra bến phà. Hai anh em cũng dậy rất sớm để ra đó mà không thấy được hết, ngồi chờ mòn mỏi chờ trong sự hy vọng. Và sau đó thì tới đây, tới ngay tại cái sân chợ này. Lần này là lần thứ 3 chị. Dạ. Anh Khỏa em nói là nếu mà em ở đây thì ồn ào với người ta ra vô nhiều, em ngủ không được thì em sẽ thức rất là sớm. Nhiều khi một đêm tới sáng em không được ngủ cũng có. Tại vì người ta ra vô gầm với nói chuyện rất là ồn ào, ngủ không được. Thì hôm qua là mấy anh cho tiền em, nếu mà em ở lại thì cái tiếng đồn, cái tiếng dị nghị nó vẫn còn mãi, không bao giờ rửa quan nổi. Em ngồi hôm nay, em ngồi chị ngay đây, sau này có bà con sắm giềng nè,
thậm chí là mọi người xem được clip, mọi người sẽ biết được cái chị nói điều gì. Yeah. Cái thứ hai nữa là ngồi sau lưng này, chị khi mà chị phải suy xét lại là chị nói gì để cho mọi người nghe luôn nha. Dạ. Yeah. Em qua giờ chị có khoảng bao nhiêu tiền trong người? 1.500.000. 500.000 đâu? 500.000 nữa là của anh check in Sài Gòn cho buổi sáng. Mà còn ai cho nữa? Rồi với của anh Phong cho em 1.000.000 là 1.500.000. Bây giờ còn bao nhiêu? Dạ. Hôm qua bây giờ thì em rảnh số với em gỡ bạn nhà bạn trai đó, nói chung là anh không tính ở chung với bên chợ bên đó. Mà nếu một sau này có hai đứa có lấy nhà cũng không ở chung nhà. Còn cũng không ở đây, em sẽ đi mướn nhà riêng để ở. Chứ không ở chung với ai hết. Bây giờ là còn bao nhiêu tờ chị? Dạ thì cũng như em nói rồi là hôm qua em lãnh hết 50 tấm em bán rồi, giờ còn lại em mới lãnh thêm 50 nữa. Mà 50 ra tới 55 tấm. Này đâu đủ 50? Dạ. Này đâu đủ 50? 50 anh. 50 hả? Dạ. 10, 20, 30, 40. Này lẫn sửng. Cái này trong đây. Tôi cho tạm cho 50 đi. 50. Vậy thì còn vốn là 1.000.000. Dạ. Em kiếm tiền thêm 1.000.000 nữa, đang em đóng tiền nhà ông, đóng tiền cọc ta, rồi em mướn nhà, rồi em đóng mỗi ngày. Cũng như là vô mướn nhà mình phải đóng cọc ta 2 tháng, rồi mình đóng mỗi ngày. Nếu mà mình có công chuyện làm ổn định thì tới tháng mình lĩnh lương, thì tới tháng mình mới đóng tiền nhà. Cái này? Dạ. Vậy thì còn 1.500.000. Không, còn 1.000.000. 1.000.000. Dạ. Ừ. Trước khi tụi em gặp chị á, là tụi em gặp mấy gì? Hàng xóm đúng rồi. Không, hàng xóm không gặp. Mấy gì? Yeah. Người trong nhà nha. Yeah. Gì này. Yeah. Và các gì nói em hai điều. Gì nói gì em cũng không quan tâm. Tại vì em tại vì em ngồi đây có gì nên là em sẽ rất là cởi mở. Em không có phải là nói thêm nữa bớt gì. Yeah. Gì nói là ngày hôm qua và những ngày trước chị Duyên ở bên huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Không, em đi ở tròn lô tô hoàn toàn, em mới đi hồi tối này thôi. Bán hết 50 tờ giấy số. Tại vì bạn trai em nó cứ rủ em đi là từ rất sáng sớm lần. Nhưng mà mấy anh có hẹn lại nhưng em không đi. Em nói chừng nào gọi công việc em mới đi qua bển, có thời gian qua bển. Thì nó mới nói là chừng nào gọi điện cho nó. Rồi cũng chưa gọi nữa, tới chiều mấy anh chưa lại qua. Nó là ba nó có điện lại hỏi là con có qua chơi không. Đừng bác biết bác cho con bác ra bến phà đứa con. Em mới nói là gì nè, chắc con kia không được đi đâu. Nhưng mà em suy nghĩ gì em nói là nếu mà bữa nay con không được đi qua chơi á thì á, con có công chuyện cứ làm công chuyện của con cho gọi đi rồi á. Hả qua cũng được, không sao, từ từ qua cũng được, có công chuyện cứ làm gọi đi. Nhưng mà hôm qua 1.000.000 của mấy anh cho mới là tạo em xin lần 50, 20. Thì là hết 100.000. Còn em sợ đây 1.000.000 đó, nếu mà ở trong nhà tới sáng là em không còn tiền. Tại vì cậu em xin em không cho, sẽ khó lặng nữa. Em ở nhà. Cậu xin để làm gì? Cậu xin để nạp cạc quay hũ. Rồi em không cho nó khó lòng lắm, bảo em cho rồi thôi em mới điện kêu người ta qua rước chơi. Và chị đi làm da, có làm da trai với con da, quay tôi hỏi em. Con có đi làm da trai với gì không? Có. Con làm mấy bữa? 3-4 bữa đi. Mấy ngày? 2-3 ngày. Mỗi ngày không được bao nhiêu? Xin ngày được 4-5 ngày. Con đi làm vậy dì Duyên được bao nhiêu tiền? Dạ có khi bỏ được 20-30 ngàn. Dạ. Rồi dì Duyên có mua gì quà bánh cho con không? Dạ. Chia ra. Chia ra. Dì Duyên có hay ở đây không? Có. Rồi dì Duyên có đi đâu chơi không? Dạ không. Rồi cảm ơn con ha. Con nít thì nó hay thiệt thà lắm. Tại vì thằng này nó không có sử dụng cái gì hết trơn á. Tại vì thằng kia nó sử dụng cái đó cũng như đầu óc mấy người mà chơi mà tí đá với chơi nghiện heroin á. Nó đầu óc nó không tỉnh táo. Còn lúc mà đang chơi á thì đầu óc nó sẽ không tỉnh táo. Mà chơi hết rồi thì đầu óc cũng bình thường trở lại. Nhưng mà lâu quá nó sẽ bị ảnh hưởng tới thần kinh. Bởi em muốn cho anh biết là hỏi thằng này nó không sử dụng cái đó cho anh. Chứ không phải là em kêu mấy thằng này lại cho em chơi. Cái như thế này nè, ngày hôm qua khi mà anh Bùi Hồ chia sẻ video ở tại nhà chị, yeah, thì có hai luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất là người ta họ một lần nữa họ không tin chị. Yeah. Chắc chị có đọc được đúng không? Dạ có. Một luồng ý kiến nữa là người ta nói không tốt về dì Hòa vì dì Hòa từng là người mẹ nuôi của chị. Cái đó nhưng mà hôm nay dì Hòa và mọi người trong xóm có một cái thái độ đó là không có chào đón chị trở về như những ngày đợt trước. Chị nhớ khoảnh khắc mà lúc mà chị bước xuống xe không? Dạ. Mẹ chị không phải là người cảm xúc nhiều nhất mà những người con lo sớm này.
người ta ngắt má, người ta ôm, thậm chí bà lão ở đây ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ này. Tại vì mẹ em nó không có tình thương với em thì cũng nhờ bà con chùm sớm, nhưng mà từ hồi bà con chùm sớm thương em rồi từ từ cũng em cũng không hiểu là không thích em, ghét em, giận em gì thì em cũng không hiểu. Nhưng mà có nói những câu đó ra, em có giải thích, em có nói thì cũng người ta cũng không tin. Nhưng mà người ta có muốn nói cho em cái tiếng đó, người ta cũng chưa từng thấy em mà người ta vẫn nói. Dạ thiệt ra mình sống tốt thì để rồi bà con xóm làng người ta sẽ vun đắp cái tình cảm hơn. Cái mà người ta họ nói xấu mình thì em nghĩ là trước khi trách người thì trách mình trước à? Thì em trách bản thân em. Trách nhân. Mình sống sao em trách bản thân em. Chứ em không trách ai, thật sự là ở xóm này em không trách ai, nhưng em luôn mang ơn và biết ơn người ta. Cũng vì người ta nói tiếp với mấy anh mà em mới được về Việt Nam, chứ em không có từng trách ai. Chỉ có em buồn, em trách bản thân em. Cái tức lớn nhất ở đây á, người ta bán vé số người ta đi sáng sớm rạng sáng, chị biết hôm nay chị đi làm, chị kiếm tiền, mà chị còn buông thả công việc của mình. Em sợ hết tiền hết vốn, giống hệt hôm mấy lần trước mấy anh mới công nói là em này kia nữa, bỏ em không dám ở nhà thôi. Chứ thật sự ở nhà em thức rất là sớm luôn, tại vì em ngủ không được, ở nhà em ngủ không có được. Không ngủ không được là tại vì không có chơi. Cái công việc của chị thì chị phải cố gắng. Chị phải lo chứ. Tại em không có điện thoại anh dưới đó là ngay cái câu chuyện ở đây nha, mọi người trách nó. Em thiệt ra cái câu chuyện người ta nói là cộng đồng mạng. Em quan điểm em là lời góp ý của mọi người á. Tại vì mọi người chưa cảm nhận cái sự thật, chưa cảm nhận được sờ nắng, chưa có đến trực tiếp. Đôi khi những thông điệp, những video họ truyền tải á, chỉ là một phần thôi. Nhưng mà với quan điểm em á, thì cái bản thân của chị phải lo chị trước. Và người ta nói một ý em thấy rất là đúng, đó là chị không có ý chí. Không phải, em làm cực nhọc cỡ nào em cũng làm được hết, cái gì em làm cũng nổi hết trơn, nặng cỡ nào em làm cũng nổi hết trơn. Nhưng mà em không dám ở nhà, tại vì mấy lần đã bao nhiêu, 2-3 lần trước đã hơi sơ hụt hao tiền của Mạnh Thường Quân cho rồi, chứ không phải là không có ít mà cũng không phải là cái gì. Nhưng bây giờ có 1 triệu em không dám ở nhà sao, tại vì em ở nhà nữa thì tiền em sẽ ngày đầu không hết thì từ ngày thứ 2, thứ 3 sẽ hết. Vậy em có gì bán giấy số cũng vẫn hết. Cậu em ăn, cậu em uống rượu, cậu em hút thuốc, cậu em xin tiền qua vô cạp quay hũ, em không cho khó lòng. Không, có cậu đó, mời cậu ra. Có. Được không? Mời. Em xin rượu rồi mở ra đi. Rồi, mời cậu xuống. Rồi chút xíu quay gọi mấy anh đi cho em có gian đi theo một lượt đi. Vì sao? Cậu nói cho em là đúng. Cậu không can rồi, ông hỏi không can vì sao rồi. Vì sao? Con cứ nói thiệt đi, cho chú biết ngờ chú. Vì sao dì Duyên mới nói là chút nữa chú Phong, chú Hồ đi á là phải cho đi theo. Vì sao? Ông xỉn luôn, ông kiếm chuyện quánh, có thể quánh đuổi. Tại vì em bị đuổi rồi. Anh đuổi, bị em đuổi. Thậm chí là bây giờ em ruột em nó cũng đuổi. Em ruột em nó cũng nhận đuổi em. Cậu em cũng nhận đuổi em. Em nói chị nghe, hồi nãy dì Tư của chị ở góc bên đây nè. Dì Tư là người mà khi mà xem được cái clip mà em quay chị ở bên Campuchia thì dì Tư là người thôi thúc, mừng rỡ. Chị, anh Hồ nhớ có những cuộc gọi không? Người ta chào đón chị như một người phương xa, 21 năm mà, mất tích mà. Xong rồi bây giờ chị về đây mới 4 tháng để người ta bỏ đi. Người ta rời hết, rồi xa chị hết. Đúng, đúng, còn đúng. Đó thì em cũng biết em làm thì sao, nhưng mà người làm cho người ta thương thì khó, mà làm cho người ta ghét thì rất dễ. Nhưng mà em thấy là không làm gì. Chỉ có những gì em nói, những có những câu thật thà quá mà mắc lòng người ta thôi. Bây giờ vậy nè, phía sau này có dì Hòa. Dì Hòa thì hôm qua cũng có điện thoại mình. Chắc mình xin phép dì Hòa, nếu mà được thì mình chia sẻ tiếp, còn không thì thôi. Dì Hòa hôm qua có điện thoại tâm sự, nói là dì Hòa cũng buồn dì Duyên. Và còn coi Duyên là đứa con nuôi. Rồi rất nhiều ý kiến là nói là dì Hòa mẹ nuôi sao bỏ rơi con nuôi. Cái đó là trong bình luận nói chứ em không hề nhắc không, em tới biết, là... Nhưng mà em minh định, em muốn nhờ dì Hòa, mượn dì Hòa. Con trai kêu giùm dì Hòa xíu. Mình tôn trọng ý kiến dì Hòa, nếu dì Hòa đồng ý á thì mình ghi hình, còn không thì thôi. Chị Duyên có bao giờ nghĩ rằng 4 tháng chờ thì chị ở đây thời gian rất là ngắn, nhưng mà người ta lại quay lưng với chị khá là nhiều không? Chị có nghĩ rằng thì người ta, em nếu em nói ra nói thật quá thì cũng sẽ mất lòng, nhưng mà thôi lần này mấy anh quay lần này nữa em cũng xin là mấy anh ngưng quay em luôn. Em muốn tự em 1 triệu đó em sẽ cầm làm tự em dương lên, nếu dương nổi em sẽ dương, không em không muốn lên hình. Đó là em không thật muốn ra lên. Thì nó thể em chia sẻ với chị á,
em với anh Hồ á là không muốn biến ai dù sao ở xuống cái vũng bùn, không bao giờ, không có bao giờ có tư tưởng đó. Em gặp rất là nhiều nhân vật họ lừa dối em trên màn hình, họ lừa dối em mọi người, sau đó em phát hiện ra em chỉ góp ý chân thành nói là làm gì em được thôi, không bao giờ quay một clip lên bóc phốt người ta. Mà em không có gì anh làm, em có em sai anh chỉ nhận ra, nếu mà người ta khuyên em sửa sai là làm lại, cái nếu mà em chịu làm lại và em sửa sai, chấp nhận sửa sai thì em có làm sai em sẽ nhận, còn nếu em không có nói quan nói uổng cho em tức em khóc, em chỉ khóc thầm, em khóc mình nên em đóng cửa phòng em khóc. Bây giờ em không nói chuyện nha. Thì như cũng như là câu nguyện ma túy đá, từ hồi em về tới sớm này tới giờ có ai từng thấy em hút không, có ai từng thấy em cầm cái bình lên chơi chưa, nhưng mà vẫn nói được hay là chỉ nghe cái lời đồn thôi. Nếu mà ở bên Campuchia về, nếu mà em lúc anh Phong lăn lúc đầu tiên của em ở bên Campuchia về, nếu mà anh Phong không nói em con là con nguyện giữa xứ người, chắc người ta không đâu có ai biết em sử dụng cái đó và cũng không ai nói đâu. Tại vì nó có cái câu đó ở bên Campuchia em chơi thì về đây người ta nói chắc em quen ngựa quen đường cũ. Nhiều khi nửa đêm em ngủ em không biết gì cũng là em mua. Nhiều khi em đi không có ở nhà cũng là em mua, đang bán trái cây mất tiểu chạy vô tiểu là em chạy vô em hút. Bệnh mỗi lần em bệnh em chống mặt, em nhớ chồng em bệnh đó là hả nói hả tại vì hút quá mới bệnh, rồi em mới nói nè tại vì mấy người hút mới biết bệnh, mấy người không hút không biết hút là mấy người đó đâu có biết bệnh đâu. Có một câu đó mà em mất lòng người ta. Chị có nói hết đấy, em tôn trọng ý kiến chị. Em có trong xóm đâu có chứ nói gì, em chỉ trả lời chị thôi mà mất lòng mà thôi. Giờ em cũng trách ai, em cũng buồn mà. Em buồn số phận em tại vì cuộc đời em nó không biết sao. Thiệt ra thì em mà chia sẻ đoạn clip này lên á, chắc chắn là người ta sẽ có góc nhìn khác với chị. Để em cân nhắc. Nhưng mà chị nghĩ là những cuộc trò chuyện hôm nay á có nên đăng tải không? Anh cứ việc đăng đi, em không có ngại gì chứ. Tại vì những gì em nè chị, tụi em đã muốn kết thúc cái câu chuyện của chị lâu lắm từ em, khi về Việt Nam rồi. Dạ. Những lúc anh em khác lại quay em cũng không muốn cho quay. Bữa hôm băng lăng lăng thành phố xuống quay là em trốn anh né, không muốn cho quay. Tại em cũng không muốn lên hình nữa. Chị có nói đi, chị có nói hết đi. Em bữa đó em đi bán số, dạ, mới vừa về tới nghe gì em nói với anh, dì Hòa nói chuyện nội đưa cho em, bắt đầu nói là em gặp mới gặp anh lăng thành phố, em nói anh Khang ơi em mới đi bán số về. Cái dì Hòa bấm nói vậy thôi làm chuyện rồi đi chút phải xuống. Thì em nghe nói tiếng chút phải xuống là em chạy lại lấy xe đạp của dì em, anh chạy đi lên chợ. Chạy lên chợ rồi thôi cũng cỡ 15-20 phút thì em nghĩ là chắc không có em, mấy ảnh muốn quay mà không có em chắc mấy ảnh cũng về rồi. Thì em mới đạp xe về lại. Thấy xe của mấy ảnh đậu ngoài trước thì em không vô, em đặt em ngoài đó em không vô. Hỏi coi em có chịu vô, có bữa đó em đâu có chịu vô. Người ta nói đi hỏi già về hỏi trẻ, hỏi bé gái. Nãy chị Duyên con có gọi là gì hay là cô hay là chị? Vậy. Nãy giờ chị Duyên nói con thấy sao? Đúng hả? Đúng sao con kể chú nghe hả? Đúng cái điều gì? Chị Duyên có bị on không? Có ha. Duyên có bệnh. Duyên có uống thuốc. À, Duyên bệnh gì? Bệnh chóng mặt, thiếu máu não á. Ok. Rồi cảm ơn con gái ha. Em buồn nãy em tức hai cái chuyện. Thứ nhất là đêm hôm qua chị bỏ chị đi và rất là nhiều lời đồn tiếng ra tiếng vào, và em trong đầu em có lấy ra một cái suy nghĩ á, là chắc có lẽ là ai kêu chị đi đâu đó rồi chị bỏ căn nhà này. Cái buồn thứ hai nữa là chị giấu em cái việc là chị có người yêu. Thiệt ra cái chuyện đó là chuyện cá nhân không, em nói hết ý xem dạ, nha dạ, dạ. Cái đó là chuyện cá nhân và không chia sẻ cũng được, nhưng mà đôi khi á nói em trách rồi vì tại sao ba chị vẫn nói chị thương chồng chị nhớ chồng. Bây giờ em vẫn còn thương nhưng mà em cũng không có nghĩ là ở với ảnh, không vẫn chưa nghĩ là chị sẽ chấp nhận ở chị ở với chồng em. Bây giờ nghe, còn nếu mà một thời gian dài sau nữa cũng như là 4-5 tháng hoặc là hết năm nay vậy đó, chồng em không chịu về nữa thì chắc có lẽ em bước như thêm một bước nữa, như em chia sẻ với anh Bùi Hồ là ở chợ nổi đó. Là nếu mà chồng em vẫn cứng đầu như vậy
không chịu về Việt Nam ở với em thì có lẽ em sẽ bước thêm bước nữa thì đừng có trách em. Người ta nói như thế này em thấy rất hợp lý. Bản thân chị hiện giờ không lo được cho chính chị, hết lần này chật vật đến lần khác chật vật thì thêm một người chồng nữa lại càng khó lo nữa. Đó là một cái mà tụi em chưa muốn đưa chồng về, chứ không phải là chồng chị đâu. Chị biết như thằng nhóc hồi nãy nó có hít kêu con chó đúng không, đầu óc nó ngơ ngơ, chồng chị đó cũng ngơ ngơ như vậy, không trách anh được nha. Thằng nhóc đó mình không trách nó được vì cái tinh thần của nó không được minh mẫn, chồng chị cũng không minh mẫn. Nhưng mà con người có trí tuệ cũng được xem là con người. Nhưng chị coi lại bản thân chị lo chị ổn chưa? Em lo em chưa ổn, nhưng mà chồng em về, nếu hai chồng nếu mà không cần không cho muốn cộng cũng như là cộng đồng mạng giúp em nhiều, rồi bây giờ chồng em về khỏi cộng đồng mạng giúp hai vợ chồng em cũng được, để cho hai vợ chồng em tự đi làm ve chai cũng được, khỏi cần giúp thì có cực tự là tự đồng tiền mình làm ra, kiếm đồng tiền của mình xài ra. Em nghĩ như thế này nè, có ít ông xài ít em quan điểm em đó giờ không có đồng tình, quan điểm là cộng đồng mạng cộng đồng gì hết, mà phải hãy người giúp đỡ mình là những người xung quanh đây nè đó. Bữa chị nấu bữa cơm trưa thiếu chén mắm, thiếu ít muối, qua hàng xóm xin. Nó là cái hạt muối nó khi nó còn lớn hơn cả cái đồng tiền á. Nhưng mà chung là hàng xóm này xin nó cho, không phải coi mặt hay cho. Không, nhưng mà cái đó là hình ảnh ẩn dụ. Em muốn nói rằng là mình hãy mong chờ sự giúp đỡ từ những người thân cận, chứ không phải là ở những người phương xa, những người không có ruột ra. Họ giúp cho chị cái ngặt, giống như em qua em cho chị 1 triệu, ngày hôm trước cho chị 5 triệu. Như vậy thôi. Rồi xong xuôi á, họ cũng trở về cuộc sống bình thường của họ. Chị phải vươn trải. Và những người giúp chị hàng ngày từng cái chi tiết nhỏ, một cái chút xà bông, một chút muối á, là những người hàng xóm này nè. Cái đó nó lớn lao lắm. Hằng ngày đó, em nói thiệt anh, từ hồi em hết tiền hàng xóm không có cho em được một hộp gạo để nấu. Chị không hiểu ý của mình rồi. Không rồi. Em hiểu. Người ta là bán bà con xa mua láng giềng gần. Có lửa tắt đèn có nhau chứ chị. Nhưng mà xóm này thì khác nữa anh ơi. Không. Câu đầu tiên anh. Đôi khi chị qua cái xóm khác chị sống tốt là cả cái xóm trọ người ta tương trợ nhau à. Như chị Trang mà nhân vật mà anh Hồ quay. Em có coi hàng ngày em bây giờ. Chị Trang là một người Vĩnh Long. Về cái xóm trọ đó tự nhiên thấy chị Trang sống tốt quá, cả xóm người ta cho chiếc tả, cho chiếc sữa ra, người ta nựng đứa con, chăm sóc đứa con. Đó là cách sống của mình đúng không? Và cái xóm nó cũng phức tạp chứ không có ổn định. Nhưng mà không biết chị Trang có như em không, có gì người ta nói về em không phải thì em sẽ là em sẽ nói là chuyện đó con không có và con không được làm, thì người ta cứ là thật. Thì cũng như câu em nói thật là sẽ mất lòng người. Và những có khi là em bệnh mà cứ nói là tại vì em sử dụng mấy cái đó bệnh. Mấy tháng đầu em về em ăn uống không được, chóng mặt, đi ra nắng là chóng mặt. Rồi mệt á, mệt thở đâu có nổi đâu. Thì em mệt thở không nổi, mấy anh lang thang đường phố gì mới kêu thôi vô nghỉ vô nước biển đi, để ảnh bán giùm cho. Thì có câu đồn gì nè, là chạy gì chơi mấy cái đó quá mấy bị bệnh, chứ không chơi đâu có bệnh đâu. Thì em mới trả lời lên câu mấy người chơi mới biết bệnh, mấy người không hút là không biết bệnh hay gì. Vậy mà để coi mô mốt ai mà bệnh trong xóm này, ai mà bệnh đó là tôi nói hút hết nha. Là có một câu đó thôi, có một câu đó duy nhất thôi. Là từ lúc đó tôi đảo về sau là mọi người trở mặt, là em biết là câu đó em nói thật quá mất lòng. Rồi em không dám, giờ em không dám nói gì chứ. Có sao em là để không bụng sống, để bụng chết mang theo. Nói thiệt ra nãy giờ nói tới nói lui thì cũng mình vẫn chưa thấy giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề cái hai cái niềm buồn nỗi buồn lớn nhất á mà mình thấy ở đây á, thứ nhất là tình làng nghề xóm ở đây nó không còn trọn vẹn như những cái ngày đầu 4 tháng trước mấy anh em đến nhiều quà, cũng không còn cảm giác gần gũi. Hả? Không sao, con cứ ấy đi, không còn cảm giác gần gũi và bao bọc với chị Duyên nữa. Chắc có lẽ là hai mẹ con nuôi ha, có sự mâu thuẫn ở đó, cái chuyện riêng tư cho nên mình không nói được. Và chị Duyên thì có nhiều điều mà khiến cho hai anh em mình với anh Bùi Hồ hơi phiền lòng. Hồi nãy ngồi trên xe hốt lắm nha, chờ đợi thử chị Duyên bán vé số làm sao mà hàng nó gần như không bắt gặp. Đến Bến Phà hỏi thăm này nọ cũng không thấy đâu. Em có thường thường có đi bán lại không, có bước xuống tới Bến Phà để bán lại gì có. Em hỏi từ ở từ đường đường này nè, đường Thọ Lộc Hầu này để tới Bến Phà luôn. Có mấy bữa trước em có bán, từ bữa em ở Đồng Mô Tô về em có bán được 3-4 bữa. Rồi sau đó 3-4 bữa em từ hồi mà em bị làm như là em biết được giấy của em bị người ta lấy cái dây tiền là làm như là đầu óc em không còn để đi bán số. Tối ngày em đi chung với mấy đứa nít này, không đi làm dây chai ở nhà giỡn tới giờ, trước kêu đi làm dây chai là đi theo mấy đứa. Và bây giờ thì kế hoạch của chị mai mai như nào?
kế hoạch của em hả? Chắc em không có ở nhà. Em nói cũng như em nói là cũng không ở bên kia nữa. Em đã dành tiền bán số. Ví dụ, chị sống đâu? Chị đi mướn nhà. Chị mướn nhà. Em đã dành tiền từ em mướn đủ 2 triệu đóng cọc. Rồi em đi mướn nhà đóng tháng ngày. Em nhờ người hỏi rồi cái gì bán cho cha vậy? Mua bán cái gì đó, bán đồ ở đầu ngõ là bà nói trên đây có phòng. Em chờ cái hành động của chị 1 tháng nữa được không? Dạ được. Nhưng mà em xin là em không ở đây em sẽ rất rồi. Trên nói cho em bây giờ như thế này nè chị. Thật ra thì tụi em cảm nhận được cái tình làng này sớm khi mà chị về lại cái đất Việt Nam này. Nhưng mà nãy giờ theo bản thân em là một người xem đi, là một người trực tiếp ghi hình chị và là một người xem thì em cũng cảm thấy nghe chị nói mà ca em rất là nghẹn họng, bức xúc lắm. Nãy giờ em nghe chị trách ở xóm rất là nhiều. Em không trách cái đó là em không trách ai hết anh. Nhưng mà chị chưa thử nhìn nhận lại bản thân mình một thời gian qua vì sao người ta lại quay lưng với mình đó, thì chị phải có một cái thời gian nhìn vào cái tâm của mình coi nó có đúng, việc làm của mình nó có đúng ở ngay tại Việt Nam chưa. Thì thậm chí là khi mà những cái lời nói của chị mà nói trong cái xóm này đó thì đưa lên thì cũng sẽ phiền lòng nữa. Không, em chỉ có nói gì nè, em không trách ở sớm, em chỉ nói là em chỉ nói thật quá mất lòng người. Là tại vì từ hồi em về giờ ở sớm chưa ai từng thấy em chê mấy cái đó. Nhưng mà lại có cái tiếng đồn như vậy thì em mới nói là em không có. Còn những lúc em bệnh thì người ta có nói là tại vì chơi nhiều quá bệnh. Rồi em mới nói là bộ mấy người biết chơi mới bệnh, còn mấy người không biết chơi hoặc là không bệnh hả? Chỉ có nhiều đó thôi chứ em không từng trách ai sớm. Và sáng giờ thì em với Phong rất là tức lắm. Có nghĩa là em với Phong muốn nhìn thấy sự cố gắng trong công việc của chị, thấy chị len lủi với dòng người ở dưới bến phà để mà chị cố gắng kiếm được cái đồng tiền. Nhưng mà tụi em chưa nhìn nhận được cái chuyện đó. Và hôm qua thì em có nói với chị một câu trước khi mà kết thúc cái đoạn clip, đó là chị hãy cố gắng phấn đấu để cho mọi người thấy được rằng mọi người phán đoán mình là cái việc của mình là mọi người sai, mình đúng. Dạ. Chị phải cho mọi người thấy được cái chuyện dạ. đó. Rồi. Một thêm một cái nữa là từ nay về sau thì em và Phong sẽ không quay hình cái đoạn clip của chị lên bất cứ một đoạn clip nào. Dạ. Và sẽ lần lẽ có thể hỏi thăm chị thôi. Dạ. Và chắc có lẽ cô bác của anh chị hai anh em sẽ không đưa lên một cái thước phim này nào nữa sau cái đoạn phim này. Đó, tại vì tụi em cũng đã muốn kết thúc cái câu chuyện dạ. của chị từ khi đặt chân về Việt Nam và sau đó một tuần. Em nghĩ là chị đã ổn định rồi. Nhưng mà dạ, sau đó thì chị đã làm cho mọi người hụt hẫng rất là nhiều luôn. Và sáng nay thì tụi em còn bỡ ngỡ hụt hẫng chạy tới chạy lui 3 lần. Chưa ăn sáng luôn á chị. Em cũng nói nè, từ lúc mà anh Bùi Hồ vừa đăng lên cái clip mà quay với cho em 1 triệu bán làm vốn bán giấy số đó, là cái đêm đó đó em bị chữ rất là nhiều. Mà em không nói đụng chạm ra nhưng em vẫn bị chữ. Tại sao lại nói như vậy? Em nói là con đâu có nói gì sai, con cho tiền em con trả nợ hết. Thì con nói là con cho mà em con trả nợ. Cái tiền đó con không phải chi mà con không cho nó trả nợ thì mà con nói con cho. Rồi con nói là tôi mấy 70-80 triệu, 80-90 triệu tôi bán trái cây tôi lỗ hết, cái đó có quyền lại. Là rồi mà vài giờ sau em thấy anh Bùi Hồ sẽ đóng khép cái câu chuyện của em lại, em rất là vui luôn em không. Mỗi lần mà em có chuyện gì em muốn nhắn tin cho anh Bùi Hồ với anh Phong Bụi biết là người đầu tiên hết, là để cho biết về rồi em cuộc sống của em thôi, chứ em không muốn cho mấy anh nhắn để cho mấy anh lại quay. Đó là thật sự em không muốn nhắn cho mấy anh lại quay. Thì bây giờ này nói hồi cũng không giải quyết gì đâu. Đúng. Bây giờ chị trước mắt là đàn nào cũng lỗ, bán không kịp 3 giờ chiều với số này đâu. Anh cho mượn 500 ngàn đi anh Hồ. Em mua tiếp luôn không? Rồi đêm, nếu mà lần sau mà anh có lại ghé thăm, chắc không thăm ở đây được, thăm bên kia, xa xôi. Bây giờ thì cũng chiều gửi cho chị nữa. Anh Hồ chia sẻ, kết thúc. Đây là cái phần giấy số ngày hôm nay mà tụi em ghi hình của chị về cái đoạn clip mà mục đích của hai anh em á là quay về cái cuộc sống của chị mưu sinh bán vé số thôi, chứ không phải là chia sẻ về cái chuyện mà còn làng xóm hay là chuyện riêng tư về cuộc sống đời thường của chị. Và hôm nay thì hai anh em đến đây để quay cái thước phim này cho chị nói hết cái nỗi niềm đó. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ Bùi Hồ và một lần nữa thì chắc có lẽ Bùi Hồ và em Phong Bùi xin tạm khép lại cái câu chuyện của chị Duyên, một cô gái ở Việt Nam xin về sinh sống tại Campuchia. Tại đây cô bác của anh chị rất chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã đồng hành cùng hai anh em đến thời điểm này, cũng như là chia sẻ về những cái hoàn cảnh khó khăn.
Một lần nữa thì em chúc cho chị luôn phấn đấu trong cái cuộc sống, và đặc biệt là mình phải vươn lên nha chị nha. Và tụi em tin tưởng rằng chị sẽ làm được, và vài tháng sau tụi em sẽ hỏi thăm chị. Thôi chào nha. Chào chị ha. Chị có muốn nói là lời nào không? Em cũng nói là chắc có lẽ lần sau mà anh ghé thăm, chắc có lẽ không phải là ghé thăm ở sớm, ở một nơi xa lạ, em cũng mới biết hôm qua này thôi. Nhưng mà ở đó là vùng quê, nhà ai nấy ở, không có qua lại nhà, tới sáng thì đi làm, chiều tối về ở. Mà chị là sự cố gắng của chị á. Dạ dạ, chờ em sẽ đi, em sẽ cho mấy anh coi sự cố gắng của em có thành công hay không, thời gian trả lời cho mấy anh. Chứ bây giờ em nói mà em làm không được, mọi người sẽ thất vọng nhiều. Vậy đi. Rồi vậy ha.